chơi. Hugo, vô nào. Liệu đây có phải mà là một siêu ST không? Chơi. Ê. Siêu tiền đạo. Ui, Tuyển Anh. CNM. Ui. Phúc FIFA. Phúc FIFA. À đây, Phúc FIFA hôm trước được chơi trước được Chit and Sen nè. Đúng rồi, hôm trước tôi mở Goretzka. Veteran thì hơi dở. MC98 LH50 vẫn được giá ngon. Mình còn phải đi săn rô béo chứ. Rô gầy mình ra rồi. Đúng. Hay là anh em không hiểu cái câu tôi vote để tôi tham khảo. Vote để tham khảo khác với lại làm theo vote. Thế mọi người hiểu không? Thế là tôi tham khảo thôi. Cái nào nó ra cái đấy. Ôi, tôi báo cho các bạn thông tin. Tôi đã cài được GTA. Hôm tới tối mùng 2 sau khi live xong tôi sẽ đi học Việt. Háo hức lần đầu chơi GTA. Mình sẽ như thế nào? Chabun Kun. Trời ơi, tại sao không phải cộng 4? Theo như những gì tôi được biết thì tôi làm trợ lý cho anh Moi. Còn chi tiết thì tôi cũng không biết. Tại tôi chưa chơi bao giờ. Thì khi nào mình chơi xong, khi mà mình live xong mình sẽ bảo thôi. Vui vãi. Hôm qua từ lúc mà bắt đầu vào server nó bị lỗi ấy. Tôi thức đến buổi trưa hôm sau để tôi cài mãi không được luôn. Cài. Nhưng tối qua nhờ anh em sửa vào. Đúng là cốt đơ người Huế với khác. Tôi thấy là top 50 nó hợp lý hơn là gói 98. Yo. Chơi. Brazil. Brazil nào. Brazil. Hey. Đức. Closer à. 115, 80 tệ. Đấy, nếu như mà chơi gói 98 tôi chắc chắn là giá trị nó sẽ không cao được như thế này. Cầu thủ cộng 8 ngày hôm nay của chúng ta đó chính là Closer. Closer cũng ra gì đấy. Anh mở kèo Việt Nam không? Có. Mày chơi kèo Việt Nam cộng 8 đi. Em nào mà chơi Việt Nam cộng 8 gửi tớ. Các bạn có muốn trở thành một người có được quả thanh đai xịn thò không? Uầy. Bây giờ mình mở ra Việt Nam Legend cộng 8 đi bung nổ nhỉ. Chị. Mình mới được mở được anh Như Thành thôi. Đúng idol Closer rồi anh ơi. Uầy, cảm ơn chủ ác donate 20.000 nữa nhá. Không, em ơi, chuẩn bị. Bây giờ trong này em idol gì? Bảo anh. Anh làm. Hôm trước tôi vừa đọc lệnh ra Rudiger xong. Cái gì idol cắm mắt. Vớ ba vớ vẩn. Làm quả trích đen sen up 9 luôn. Thôi ông ơi. Xin đấy. Anh sẽ mở channel một tiền vệ trung tâm. Rồi. Yo. Xếp theo vị trí đi. Từ GK đi. Né né ông gắm mắt ra rồi nha. Né né ra ông ơi. Vô nào. Liệu đây có phải mà là một siêu ST không? Chơi. Ê. Siêu tiền đạo. Ui Tuyển Anh. CNM. Ui Philip. Trời ơi. Cảm ơn Philip. Oh man. Ui Tuyển Anh thì quá đỉnh luôn rồi. Xịn thế nhờ. Ui. Mà bạn này có duyên với tiền vệ sao ấy. Đỏ thì Goretzka, nay thì Philip. Mà cái nick này mở khá là đỏ nha. Hôm trước tôi thấy bạn chủ nick bạn đã mở được Chit and Sen. Trời ơi. Ôi trời ơi. Nỗ lực đến cùng. Xoạc bóng. Tao nói nó là đỉnh của chóp. Ôi, cảm ơn bạn chủ bác nhá, cảm ơn bạn tôi lên 200.000 tiếp. Trời ơi, cảm ơn bác nhá. Philip Goretzka. Nè, tôi mở trong này ra bộ đôi tiền vệ. Quá khiếp luôn. Trời ơi. Theo ơi,
số clip này mắc cấp. Đấy, mình chỉnh lên 9 là mắc cấp nha. Ô, closer nó đúng rồi. Quên mất closer. Ôi trời ơi. Kèm người, lấy bóng, truyền ngắn, truyền dài. Tốc độ 113. Khởi động bằng một kèo cộng 5 nè. Đâu nhỉ? Hugo Sanchez. Đây. Ok. Dàn Dream Team Icon cộng 5 của bác Xuân Anh. Cắm mắt. Ây à, chắc tay ấy nhờ. Ui, một hạt Henry. Ui, 100 tỷ. 6 cái phiếu rồi. Chắc là 4 vạch hoặc là gần 4 vạch đấy. Còn mồi đây đang thấy là Henry hoặc Levert bác đang để mồi à. Mồi 3 vạch đúng không? Rồi, chơi đi. Levert để mồi à. Ok. 300 tỷ. Ôi, nhưng mà sao Hugo Sanchez đắt vậy ta? 1000 tỷ. Ờ, giữ lại Mbappé. Như vậy là 3,9. Chúng ta lên ngay một kèo này. Năng lượng này nó lại là quá tích cực luôn. Bây giờ bên Nick Anh Phan Inter còn một kèo to lắm. Giờ tôi nghĩ là chắc hôm nay tôi sẽ chưa đập ngay đâu. Đẹp này. Nay mở chuẩn bị thêm. Ui, ba tay xịt rồi men. 113 mà có 16 tỷ thôi à. Đây là tay thứ 4 rồi. Xem nào. Ai da, lên ngay à. À, hết rồi. Ok anh ơi, hay là phát sau mình để Henry cuối nhỉ. Rồi, như thế là 3 phát lên rồi. Còn Henry đang đợi này. Ba tay rồi. Đấy, nếu như phát này thực sự gì thì có thể chúng ta sẽ chơi Hungry. Oh, 4 kèo Beckham xịt liên tiếp. Kể đến khi Clivert lên. Tôi nghĩ là xứng đáng để có thể vào được Henry đấy. Henry ở đây chúng ta có Butra, Weno, Zanetti, Roy Keane. Nhưng mà vấn đề ở đây là không biết là bác có xài Roy Keane hay là Zanetti. Hoặc là chúng ta có thể lên phôi 113 đập như thế này. Tại vì phôi 113 hình như đã đủ rồi. À thôi, mình cũng xác định là kèo này có thể là một kèo tay cuối đi. Mình sẽ đập như thế này. Phong tay ăn tốt. Nếu mà phát này mà lên thì phát sau đập icon chắc tôi phải mồi 5 con 4 mất. Không bảo vệ làm chi. Tí là sao được. Chơi nào. Lên. Về 2. Rồi, vậy như thế thì chắc chắn cái turn này chúng ta sẽ vào với icon. Căng thẳng này, turn này gọi là thực sự căng thẳng. Hugo Sanchez sẽ dùng Dewar, Nkunku và Basio. À, như thế là 5 tay đã xịt được rồi à? Tôi nghĩ là có thể 3 hủy 3 đập đi. Nào. Hai. Ba hủy này. 1000 tỷ. Hai. Chơi. Hugo Sanchez, easy set. Khởi đầu ngày mới thật sự là thuận lợi. Đây rồi. À, mình thế quả Henry chuẩn bài nhá. Ô, hình như đây có phải là mình tiếp tôi đập cái kèo này không ta? Hugo Sanchez. Ok. Kèo icon cộng 5 tiếp theo trong Dream Team.
khủng thật sự. Đỉnh 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 đỉnh. Rồi chúc mừng bác nha.